Clip được ghi lại tại khu vực cầu Hàn, xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương bởi camera hành trình của ô tô phía sau. Theo hình ảnh được trích xuất, chiếc container bất ngờ đánh lái chuyển sang làn bên phải mà không có bất kỳ tín hiệu nào báo trước. Sự việc xảy ra rất nhanh, xe container đâm thẳng vào xe máy đang di chuyển trên làn phải. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cú va chạm giữa hai phương tiện làm xe máy cùng với nạn nhân ngã văng xuống đường, trong đó một nạn nhân đã tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương đã được đưa đi cấp cứu và điều trị. Không chỉ vượt phải, xe container trên còn lấn làn ở nơi có vạch liền. Theo Nghị định 100 năm 2019, người điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Trong tình huống trên, lái xe container đã gây tai nạn, có nạn nhân tử vong sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.